Chào mấy bạn luôn. Mới vô có cái nhà gì đây? Tôi kênh này lại vừa lập luôn. Megagat, cái gì? Kênh này là Migat. Là lần đầu tiên tôi chơi luôn. Tôi cũng không biết chơi game này sao nữa. Thấy người ta, tôi nói thẳng ra là tôi là Weeaboo. Thấy người ta chơi này là mo được mấy cái mod, được mấy cái mấy bộ anime mà tôi phái, bây giờ tôi chơi luôn gì đó. Này là bản mod Isekai và thế giới Chainsaw Man. Này là bộ anime này quá nổi rồi, mấy bạn chắc cũng không cần giới thiệu. Chụp phải cái bà ấy là bạn tốt là sao? Ờ, quýnh sao? Có cưa hả? À sao giờ? Tôi cũng lần đầu chơi game này, tôi cũng biết chơi sao luôn. Đầu tiên là chặt đá gì hết không? À, nghe hiểu hướng dẫn đi phá cây. Tăng tăng lăng tăng lăng tăng lăng. Giữ chuột cháy. Sao nữa? Ờ? À, xa nhà. Hiểu hiểu hiểu. Lấy mấy khối này xa nhà hả? Ủa coi, không có nhiệm vụ chơi trời. E mở túi đồ. Rồi, sao nữa? Hướng dẫn như mấy chục năm mới hướng dẫn một lần đi. Sao? Sao chơi? Rồi làm gì đây? Đi đâu giờ? Sao thấy video là có mấy cái làng rồi không? Hay là gì nữa?
chế tạo ván gỗ. Nâng cấp trang bị. Biết luôn. Không chơi cũng biết, phải lấy cái này về nữa. Rồi sao nữa? Rồi sao không ra được luôn? Đã mở khóa công thức mới. Sao không thấy mấy nhân vật mà mình cài mo trên xe man ta? Gì hết rồi, nguyên cái làng gì có mấy món vậy? Thôi mấy bạn hướng dẫn giùm tôi cách chơi với comment nha. Ủa? Rồi sao không có cái gì luôn á? Trống quơ giống quát vậy nè. Thỏ hả? Thôi viên khác lên thịt. Ui. Kìa, cuối cùng hồi trước cũng có cái sinh vật gì phải không ạ? Tà ở cái cột. À, lấy bộ chị ta. Sao quấn lên gấu răng cá? Rồi ăn con cá. Ủa rồi ăn không được hả? Ủa ồ ăn được rồi.
Dạ thỏ ăn không được, cá ăn không được. Ôi à, cuối cùng cũng có con chim thấy được như vậy. Để lên cái nhà, cái nhà đó mới hồi mới vô game thấy. Hay. À, dục ra mới sáng hả? Sao lấy lên? Gì đó. Này là quỷ cho tặng đó ta, chắc nói chứ gì nữa. Có nhiêu đó hả? Thả mở thức mơ công thức nào. Ờ cá là sao?
Còn chẳng lẽ đi hoài ta. Thằng thì sống được hả? Có Bojita là tất nhiên là mô thành công rồi. Sao không thấy cái gì trên đó? Chuyện gì? Số không. Có gì xảy ra đâu? Ủa rồi sao? Ở đây cái cây đó hả? Không hiểu gì luôn. Đây cái này biết nguy cơ luôn không? Có gì không? Đây là sao nữa?
lên đi rồi. À, hình như thả cái bằng gàng ra. Rồi, hết lại lại luôn. Sao gừng gặm không vậy? Này không không có thi đời người ta. Thế tới đâu luôn. Đau luôn rồi. À, ăn tốn thời gian nữa. Ủa, không hồi máu hả?
Sao không ba vậy? Đáng đau vậy trời. Ủa sao tự nhiên bị bắt đây luôn rồi? Đang đâu đây? Ở đang đâu luôn đây? Ta cuối cùng cũng ra được rồi. Bó tài gì là quỷ là có hai con chứ hết hả? Có nhiêu á? Sao xuống sao càng bay càng cao vậy nè? Sao xuống hết xuống luôn kìa, có cả nhà kìa. Sao xuống
Kìa, cuối cùng cũng gặp được một đứa từ đầu tới giờ, công nhận luôn. Không thể tin được. Ai đây? Yoshida thằng này cũng mạnh lắm, quýnh ông lại. Nào nữa đây, em cô Bani nè, ý Asa rồi chơi nhiêu về nước. Bay lên chờ cái tờ ba lên chờ cái để kết thúc video, cái cũng vai không nào được nữa, kỳ khó cái gì. Sao lắm coi. Mấy bạn hướng dẫn mình chơi với comment nha. Bó tay à. À. Nhưng giữ nguyên cách để ba để đi lên. Sao xuống? Ui, trên đó có cái gì kìa? Sao xuống? Ồ, nhưng giữ tính cách nhiều lần. À, du heo, heo ti gì đó. Đây. À.
chế gì đây, này là gì, thuốc độc kéo dài. Đây là giáp. Búa. Ờ, sao láng được? Thấy chưa? Vô thái vô địch thiên hạ rồi.